tất cả các bạn. Hôm nay Lệ Thơ cũng về một cái điểm đập cai của xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ở đây là một cái con đập thủy lợi nhưng mà rất là đẹp các bạn ạ. Và hôm nay Lệ Thơ cũng về đây để quay cảnh các bà, các cô, các chú đi hát tiếng Mường nha mọi người nhé. Và Lệ Thơ cũng sẽ review hết cái khung cảnh một cái con đập rất là đẹp này cho mọi người cùng xem. Và đây là cái cảnh mà hôm nay hát tiếng Mường nhưng mà rất là đặc biệt nha các bà. Sẽ trèo lên một cái hang rồi chui vào hang để hát tiếng Mường trong một cái hang động của xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và ở đây trước khi lên hang thì mình cũng review cho tất cả mọi người là ở dưới này là cái con đập và ở trên này là cái dãy núi đá nhé mọi người nhé. Và các bạn hãy theo chân Lệ Thơ vào trong kia để review các cái khung cảnh đẹp nhé mọi người nhé. Đây trước mắt các bạn là một cái con đập. Đây là địa danh là đập Cai nhé mọi người. Và ở đây bây giờ rất là mát mẻ. Không khí và cái khí hậu ở đây thì được các bạn thanh niên nam nữ là về đây để trải nghiệm tắm ở cái con đập này cũng như là đi chơi picnic ở đây nhá mọi người nhá. Ở đây có những cái mỏm đá tai mèo rất là đẹp. Và hôm nay Lệ Thơ sẽ review tất cả các cái khung cảnh cho mọi người là cùng xem nhá. Đây là một chú. Chào khán giả của cháu đi chú ơi. Vâng. Chào khán giả nhá. Chào chú nhá. Hôm nay chú cũng về đây để đi hát phải không ạ? Vâng, hôm nay là câu lạc bộ hát Mường mà. Vâng. Tập trung nhau để trước hết là dạy cháu hát, hai nữa là ôn lại một số chất mục để chuẩn bị biểu diễn mà. Cho nên hôm nay là còn vào hang động này để xem này. Vâng vâng. Thế chú lên đi ạ. Vâng. Thì cháu cùng đi với chú. Đây nha, mình sẽ theo chân một chú cũng trong cái câu lạc bộ hát Mường của chỗ xóm Song Khảnh của xã Tân Mỹ nha mọi người nhá. Và ở đây thì nói chung thì thấy cái đường mà lên chỗ cái hang này cũng rất là lồm chồm những cái đá tai mèo nhưng mà cũng không đến nỗi khó lắm các bạn ạ. Và bây giờ thì chú chào cháu với ạ. Chú cầm cái này cho cháu với. Cầm cái chân này cho cháu. Đây là hang Biu. Vâng. Hang Biu xã Tân Mỹ. Vâng. Đấy, xin giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là cái hang Biu của xã Tân Mỹ nha mọi người nhé. Và ở đây thì các cô chú ở trong cái câu lạc bộ ấy cũng đã lên trước rồi. Thì bây giờ mình vừa mới lên sâu. Thì các cô chú ấy chuẩn bị là thành lập ra hai cái nhóm để vẫn chuẩn bị hát nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Lệ Thơ cũng có mặt tại một cái hang. Chú ơi, chú có thể giới thiệu cái hang này cho cháu được biết được không ạ? Vâng, đây là hang Quỳn. Vâng. Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vâng. Hang này nó có từ ngày xưa rất là lâu đời. Vâng. Đấy, hang này hôm nay là đưa các cháu đây để thăm cái hang động này. Vâng. Đấy, để các cháu cùng tìm hiểu về nguồn gốc của người xưa để lại trong hang. Vâng. Các bạn ơi, thì hôm nay Lệ Thơ cũng theo cái đoàn hát của các cô chú ở đây, đoàn hát Mường của câu lạc bộ của xóm Song Khảnh và các cái xóm bạn trong cái huyện Lạc Sơn này nhá mọi người nhá. Và được về ở chỗ xóm Song Khảnh và được đi thăm và thăm một cái điểm hang cũng trong cái quy hoạch cái dãy Hoàng Liên Sơn. Và được cô chú dẫn lên cái hang này để cùng chia sẻ và cùng gửi đến tất cả các bạn những cái câu hát rất là đặc biệt nhất để cho khán giả kênh Lệ Thơ cũng như là tất cả các bạn ở trên mọi miền Tổ quốc cùng thưởng thức những cái câu hát Mường rất là đặc biệt. Xin mời cô chú ạ. Hôm nay ngày sụt chờ ngày lên ên đưa ùn lên dùng hoàng quyền mương ên đâu nà ơi hàng ni số cha lầm chờ đẹp nung
bao nhiêu cái nhà đẹp con cùng nơi đây đâu nó ơi. Bảo hàng xin phép trời ta có chi ở đúng thành hoàng phải thùng cũng hãy ngày ni ún na về la đi dùng chữ quê nhà đợi anh mà na ùn hạt là quá cho bụi à cũng ùn nói hôm mà nay ôn đường dùng lang ngày ngày yêu con đưa ùn nang tham hàng đại ngà ơi em mang thiêng ùn chờ ngồi cha nung ước chi em ăn điều cũng chân đi đâu ùn nó ơi chẳng mát có thật chẳng là rằng nói rồi chót là ùn mòn lại ngà ê ngà răng răng thật đó chứ nó ơi anh chẳng nói rồi các bạn nó cười thân anh hay ùn nói thế là cảm ơn cái tấm lòng chàng thầy nôm lệ vội mang ùn mòn lại hôm nay gặp ùn chờ lần đầu mong thăng ùn chờ có sâu đều chi cũng ùn nói ùn hôm nay ai đi hát lần đầu có sai hay đúng anh cứ thông cho cô ngày ngà ơi cảm ơn cái thiện chữ na na nga hôm nay anh ăn cùng na hát chơi thôi hãy nói thế là đôi mình như dặn dịu đi sao chẳng nữa anh dìu lại em còn lại anh à chẳng lo đeo tì chờ nó ơi khó khăn vất vả mình hát ơi có nhau đâu nói đôi mến tia ba tục chờ câu lời đưa mình hát dùng thư ngày này đã dời ngã kia un hay khỉ chứ hay cười chắc xa xã hội nhiều người chia ta mê nên ùn nó ơi chợ ngã đường bói thôn bằng thương bói mưa bằng giờ chớ mà thương ai em lại ngã bây giờ đưa ùn chờ ngó hoang đưa anh giới thiệu bạn hà lang nơi nỉ đâu nói thế anh là con đứa lặng lặng anh ơi đi được ùn nang theo khẩu với lại anh bên kia là đập mà chứ mượn cả là mình ở
nơi đẹp cây ni hang quỳ na đau nói đập ni thô chớ làm thôi non mơ chiều ăn chúng đông mơ em lại còn rắn chi nữa chứ nó ơi ngà mong chờ lưỡi ti bơ khí đa lô rồi ùn nói hàng á ni anh đưa ùn à đi ngõ hàng thôi bây giờ hát dùng bạc à bưởi cho hay rồi anh à uốn ơi còn à răng à, chi nữa chờ anh à ơi anh à ơi đi ha dòng bạc bơi ha cho hay à đã hay anh à ơi mường mường à anh à có của có khiêng ở mặt ùn ngó thấy đờ lá nó thần ta vừa ùn ơi mường à anh à mường ở khu chờ mường ở đó là tình bát cao về nô ha cơ mà ăn ra nền yên ha mường à em à má nghèo lầm mà hối à tình ở mặt có ngày chúng bòn chúng á hình bê anh đã hay à ôn thôi mường à em à thôi chớ làm chờ đẹp á non ừa cả chi ôn hà an chung đồn hớ có ngày ngà đã hay ngà mường à em à khu mà đeo đồ ở mặt à un theo ăn anh mình mà đi đã un thương đàn à un bóc lửa chờ mình ở hiền anh đứng dọn un đi chín đồ ca mưa quen ha ba thường đã hay ha mường à em à má luôn à tốt lên à đồ là thường à em un đèo ăn à đồ là má đi chăng nửa ổn hơn đôi à mình à như dàn chờ dìu ở điêu nước à chảy hơ mà cá nước em dìu hơ lệ em mà con hay nga hơn đôi à mình à má như dàn mà dìu ở điêu hà răng em giặt để nga dìu là thường đi dọa uốn nơi cảm ơn khi tâm chờ lòng hớ trang hà là thầy nương hà lê lời trang hớ uốn mòn đã hay nga hôm mà này à má đưa ủn lên hàng à lọt thắng quên ủn à ơi ủn nhớ cái ngày à hôm mà này đã ủn nó em đưa ủn đi dòng chờ hàng ơi
quên na đổi hà mình hát na dùng hà rơi hà kết quen na ra dậy nga ê nga hô ma hoài a un ma hôi tình nga xuồng à em mà u na bồi nga mình muốn nhà cầu ra hay u nơi nga cứ hỏi vời cho nga ơi cầu hà nó un ha mặt un thời ha bộ anh ha đại ha nếu à má xuống anh ha sạt này ha xa anh ha đi đi theo un đỡ mà là ăn có ăn chẳng đi thương à anh ha đợi chờ nửa chợt lại ở tim mà đợi chặt lắm khúc hà loạn chết tim hà về lại anh à đã nịnh un à về là má ơi bố mẹ cả có cho em là con trâu lòng nhà răng chẳng đi dò uốn khi đi em mang chờ bao rồi khi đi đi một khi về là đổi đời nịnh thế em mà về bố bố mẹ cả đưa em đi lá châu đưa mà lá anh đã hay uốn em về là hoài bố chờ mẹ ở cả cò chó em hả lê vỡ xa rồi là chẳng hỡ cha em à vì là má em hoài bố mẹ cả đi theo u nã cài đỡ mà là anh đã hay u nơi con xin na ma bố mẹ lòng nhà con đi là cháu ăn ruột lắm mà nằm là bố mẹ ơi thế em thương thật chờ rằng hỡ chẳng đưa ùn hỡ rụt hỡ áo lòng găng hỡ theo em đã dậy em đi mà bố bố mẹ cả em đi vì lá dầu nhà nàng ngay mày đã bố mẹ ơi thế mẹ ngà chơi tên em ở về chờ mang ở uốn em luôn cửa trước un luôn cửa khẩu đã dậy nha. Các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.